đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Đông Nhi xuất sắc nhận cúp chương trình game show nổi tiếng trước ngày cưới. Sau khi tập 8 của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi được phát sóng, cộng đồng mạng vô cùng yêu thích cách ứng biến đáng yêu và thông minh của nữ ca sĩ khách mời Đông Nhi. Lần đầu tiên tham gia một chương trình hài tình huống, Đông Nhi đã chơi hết mình với vị trưởng phòng được cho là khó tính nhất, Trấn Thành. Hóa thân là người vợ ngoại tình, Đông Nhi liên tục đón nhận những thử thách từ chính trưởng phòng Trấn Thành, nào là vạch mặt Đông Nhi là thánh ở dơ, chuyên thuê fan hâm mộ ở tất cả các sự kiện và chi trả cho mỗi người vài chục nghìn vì rất keo kiệt. Đỉnh điểm là khi Trấn Thành tố cáo Đông Nhi dàn dựng chuyện cầu hôn vì Đông Nhi yêu Nu Phước Thịnh khiến khán giả cười sảng khoái. Tiếp đến với màn vạch mặt Đông Nhi ngoại tình, Trấn Thành nhiều lần làm khó dễ yêu cầu Đông Nhi phải khai thật với mẹ chuyện ngoại tình và ly thân. Tưởng chừng những thử thách đó sẽ khiến Đông Nhi bế tắc, nhưng chính vì sự thông minh, điềm tĩnh, giọng ca bối rối đều nhẹ nhàng giải quyết và xử lý rất thông minh. Sau khi kết thúc phần thi, trưởng phòng Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho nữ khách mời. Đông Nhi xử lý tình huống cho thấy cô này đã đầy đủ tư duy của một người làm vợ, khiến cả trường quay vỗ tay không ngớt. Và cuối cùng, nữ ca sĩ Đông Nhi chính thức vượt qua các khách mời Hoàng Mập, Trúc Anh, Thùy Anh để giành lấy chiếc cúp danh giá nhất của chương trình. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và sáng tạo với sự nỗ lực không ngừng, Đông Nhi đã đạt được nhiều thành công với những album chất lượng, những giải thưởng âm nhạc uy tín và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì V-pop hiện nay. Thời gian qua, Đông Nhi gây chú ý khi chính thức xác nhận chuyện sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sắp tới. Hiện tại, đám cưới của Đông Nhi, ông Cao Thắng đang được xem là sự kiện đáng mong chờ nhất năm 2019. Theo một số nguồn tin, cặp đôi đang hoàn tất mọi công đoạn cho đám cưới của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.